Cũng chiều nay tại Trung tâm Hành chính thành phố, Phó Hữu Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã tiếp tân Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, bà Misonova Maja Jose Phó Hữu Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng bà Misonova Maja Jose ở cương vị mới và hy vọng trong thời gian công tác tại Đà Nẵng, bà Tổng lãnh sự sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương với đối tác Liên bang Nga qua giới thiệu một số nét lớn về tình hình kinh tế chính trị xã hội của thành phố thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị bà Tổng lãnh sự hỗ trợ Đà Nẵng trong xúc tiến du lịch tại Nga nhờ giới thiệu các nhà đầu tư Nga đến Đà Nẵng. Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố, Tân Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng cho biết bà rất ấn tượng trước sự phục hồi phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19. Bà Tổng lãnh sự cũng khẳng định sẽ phát huy tích cực vai trò là cầu nối trong nhiệm kỳ công tác, chú trọng phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên, nhất là ở lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục. Thành phố Đà Nẵng hiện đang có quan hệ mật thiết với một số địa phương của Nga. Từ đến nay, có 4 dự án FDI của Nga tại Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư là hơn 6 triệu đô la Mỹ.